Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Alo Bác sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh ung thư tuyến giáp. Đây là bệnh gì? Và để giúp quý vị hiểu rõ, chúng tôi có mời đến trường quay hôm nay Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, công tác tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Bác sĩ Kha sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc về căn bệnh này. Thưa bác sĩ Kha, ung thư tuyến giáp là bệnh như thế nào và bệnh có biểu hiện ra sao? Tuyến giáp là một cái tuyến nội tiết nằm ở vùng trước cổ, thường là nó có hai thùy hai bên. Thì tuyến giáp này thì bình thường chúng ta có thể chúng ta sờ thì không thấy rõ, nhưng mà khi có biểu hiện bệnh gì đó thì chúng ta có thể là chúng ta có thể thấy nó to hơn. Và to gồ ra ngoài và có thể bác sĩ hoặc là thậm chí người bình thường cũng có thể sờ và nhìn cũng có thể thấy được. Thì thường là bệnh tuyến giáp thì có thể là bệnh là lành tính hoặc là bệnh ác tính. Cũng có những cái bệnh là người ta gọi là bệnh cường giáp hay là bệnh bú tim. Nhưng mà trong đó đặc biệt nguy hiểm nhất là bệnh lý ác tính của tuyến giáp, hay còn gọi là bệnh ung thư tuyến giáp. Thì về bệnh ung thư tuyến giáp thì ban đầu đó thì thường thì cũng khó có phát hiện qua triệu chứng. Nếu mà cái khối bú nó nhỏ thì không thấy được gì, nhưng mà khi bú nó to lên thì có thể là thấy một cái hạt như là hạt mít, hạt đậu nhỏ rồi tới hạt mít, thì có thể là nó biểu hiện chúng ta có thể sờ thấy được một cái khối ở vùng trước cổ chắc, và nó sẽ chạy theo cái nhịp nuốt, khi chúng ta nuốt nó sẽ di động. Thì đó là những cái triệu chứng sớm nhất. Những cái ung thư tuyến giáp là nó có tiền sử là cái người đó có tiếp xúc với chất phóng xạ. Có thể là tiếp xúc với cái nguồn tia phóng xạ ở từ một cái nơi nào đó, có thể từ ở trong một cái các cái máy móc phát tia phóng xạ, hoặc là có thể là điều trị xạ trị trước đó ở vùng cổ, nó cũng là những cái nguyên nhân. Hoặc là một số trường hợp thì người ta thấy là ở những cái bệnh nhân mà sống ở vùng miền biển, khi mà sử dụng các cái muối iốt nhiều, thì khi mà có những cái biểu hiện của một cái bú nhân ở vùng tuyến giáp thì cái khả năng ung thư tuyến giáp nó nhiều hơn là những bệnh nhân có bú giáp nhân ở những vùng khác. Đó là những nguyên nhân gợi ý mà người ta thường thấy ở trên một cái bệnh cảnh là ung thư tuyến giáp. Bác sĩ Kha có thể chia sẻ thêm về vấn đề điều trị cũng như là phòng ngừa căn bệnh ung thư tuyến giáp này. Trước khi điều trị thì bác sĩ phải chẩn đoán được rõ ràng cái bệnh, qua siêu âm có thể kết hợp làm xét nghiệm tế bào, thấy nó có biểu hiện bất thường, nghi ngờ là ung thư thì làm xét nghiệm tế bào ở trong cái nhân tuyến giáp, mặc dù nó rất nhỏ nhưng mà cũng có thể biểu hiện ra, và khi đọc cái tế bào đó thì người ta xác định nó là ung thư tuyến giáp, thì như vậy thì sẽ chẩn đoán được chính xác là ung thư tuyến giáp. Thì khi mà xác định được ung thư tuyến giáp thì cái phương pháp điều trị của ung thư tuyến giáp chủ yếu vẫn là phẫu thuật. Tùy theo cái mức độ, tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái loại mô học của cái loại ung thư đó mà có cái phương pháp phẫu thuật khác nhau. Ví dụ như có hạch di căn hoặc là có bú nó đã có lan rộng thì các bác sĩ phải cho thêm cái gọi là điều trị thuốc iốt phóng xạ. Thì thuốc iốt phóng xạ sẽ giúp làm cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp làm giảm tỷ lệ tái phát cũng như là tăng cái thời gian sống cho bệnh nhân đáng kể. Về cái phòng ngừa ung thư tuyến giáp thì hiện nay nó thì các cái nhà khoa học thì khuyên chúng ta không nên tiếp xúc cái môi trường nào mà có chất phóng xạ. Còn nếu mà phải tiếp xúc hoặc là phải làm việc trong môi trường phóng xạ thì phải nghiêm ngặt đảm bảo cái nguyên tắc về bảo hộ lao động, có nón, có mát, có quần áo bảo hộ lao động về các môi trường phóng xạ tốt. Cái thứ hai là khi phát hiện một cái nhân ở tuyến giáp nào đó thì phải đi khám phát hiện và có thể chẩn đoán được rõ ràng nó là một loại nhân gì. Nếu là ung thư thì nên điều trị sớm là tốt nhất. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về căn bệnh ung thư tuyến giáp qua phần chia sẻ tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, công tác tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Và đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.